Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta xưa có câu cờ bạc là bác thằng bần, và cho đến nay tệ nạn này đã trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Nhiều gia đình đã khuynh ra bại sản, nhiều con bạc phải dính vào vòng lao lý. Bởi chiếu bạc không chỉ tồn tại sự may rủi thường tình mà còn được điều khiển bởi những chiêu trò bị bợ với sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên truyền hình An ninh ATV. Quá dễ dàng để mua được các thiết bị nhằm gian lận trong chơi cờ bạc. Chỉ với từ khóa cờ bạc bịp, ta nhận được gần 3 triệu kết quả, mà trong đó chủ yếu là các trang quảng cáo mua bán các thiết bị với những hướng dẫn cụ thể về cách thức hoạt động. Chẳng hạn như thiết bị kính áp tròng nhìn xuyên bài này. Con thứ 6 mình đọc chính là con ca cơ. Mình đã đọc 52 lá bài, một bộ bài bình thường. Nếu các bạn muốn mua và muốn liên hệ với mình, thì trên số điện thoại của mình đã lưu ở trên cái tên tiêu đề của cái clip này, các bạn liên hệ mình. Với giá thành phải chăng, kính áp tròng nhìn xuyên bài có giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Một bộ bát đĩa có gắn camera, tùy ý điều chỉnh các quân vị sấp ngửa, giá cao nhất là gần 10 triệu đồng. Từ chỗ là những sản phẩm ít được biết đến, giờ đây thiết bị gian lận trong chơi cờ bạc đã trở thành thông dụng, ai cũng có thể sở hữu. Nó thường thường đi theo hai nguồn. Một nguồn là các đối tượng nhập lậu, như các cái thiết bị như kính áp tròng và các cái thiết bị bổ dung và con chip, thì thường thường là các đối tượng nhập lậu theo đường tiểu ngạch về do nước ngoài sản xuất. Và một phần nữa thì là các cái thiết bị nhập khi nhập chip về mà các đối tượng tự sản xuất tại Việt Nam, cộng với cả các cái đồ đấy, thì là ví dụ như là khi nhập thiết bị về thì các đối tượng là đổ bát hoặc là đổ các khuôn bát, khuôn đĩa, để khi đập bát, đập đĩa thì vẫn sử dụng lại khuôn chip đấy để mà gắn tiếp theo, tức là có sản xuất trên các cái thiết bị mà các đối tượng nhập lậu về. Lần theo trang web, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đã phát hiện đầu kinh doanh là Trần Tuấn Anh, 23 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, và thu giữ hàng trăm thiết bị cờ bạc bịp được thu mua từ tỉnh Lạng Sơn. Vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với phòng BC50, phòng chống công nghệ cao của Công an thành phố, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý, thu giữ một loạt các cái linh kiện cụ thể như là các cái chip được cài ở trong các cái trò chơi điện tử và có điều khiển của từ xa của tội phạm. Thì thứ hai nữa là sóc đĩa. Thì trong sóc đĩa ấy thì chúng đã cài đặt những cái linh kiện để điều khiển cho làm sao đó thì đối cái người chơi luôn luôn bị mắc lừa mà không thể biết được. Vấn đề thứ ba nữa là kể cả trong những con bài chúng đều có những cái thủ đoạn để lừa bịp mọi người chơi. Nhiều chiếu bạc sử dụng các thiết bị gian lận như bài có đánh dấu, bộ bát đĩa, quân vị có gắn chip điện tử, máy soi đã bị cơ quan công an bắt giữ. Thế nhưng trước đó, hàng trăm người chơi đã bị lôi kéo vào vòng đỏ đen, sát phạt đến tàn gia bại sản. Những vụ việc bị phát hiện chỉ là số ít. Khi thiết bị có thể dễ dàng mua như thế này, thì lẽ đương nhiên, phần thua luôn thuộc về con bạc. Bao giờ những người chơi vì số đối tượng cầm cái cũng để cho người ta được thắng một vài cái cuộc chơi đầu. Thế sau đó thì bắt đầu họ dùng cái thủ đoạn, ví dụ như dùng cái điều khiển từ xa đấy, để họ điều chỉnh, ví dụ như là sóc đĩa, thế họ có thể điều chỉnh được quân sấp quân ngựa ở trong cái đĩa đó. Đấy, hong này hay là trong cái trò chơi có thưởng ấy, đấy, thì bao giờ họ cũng có cái điều khiển. Làm thậm chí điều khiển đến mức độ là làm cho ta đến gần cái số đó rất là hồi hộp, hấp dẫn và có thể gieo hò lên, nhưng sau đó lại bị thua. Thế nên làm cho ta càng gây cái tò mò, gây hứng thú để cho người chơi tích cực hơn. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, để mua dụng cụ chơi thì lại quá dễ dàng. Và dù buôn bán đồ chơi cờ bạc bịp là tiếp tay cho con bạc có hành vi lừa đảo, nhưng đến nay khó có thể xử lý nghiêm minh hành vi này. Đối với các cái thiết bị nhập lậu thì chúng ta vẫn sử dụng được, áp dụng được cái nghị định 06 và 112 để mà xử lý. Nhưng đối với các cái
thiết bị mà sử dụng ở trong nước, ví dụ như bài đấy, mà hiện tại là các cơ quan chức năng vẫn còn chưa cấm, thế nên là để xử lý hình sự là rất là khó khăn và còn chưa thể áp dụng được xử lý hình sự đối với các cái người mà có cái hành vi mua bán và buôn bán các cái thiết bị cờ bạc bịp này. Rõ ràng khi chế tài pháp luật còn chưa đủ sức răn đe thì hành vi mua bán, sử dụng thiết bị cờ bạc bịp vẫn sẽ còn tái diễn. Những trò tưởng như may rủi, thực chất lại có người điều khiển phía sau rút tiền khỏi túi người chơi. Chính vì vậy, người chơi bạc chẳng những đã vi phạm pháp luật, mà còn đang trực tiếp giao nộp tài sản của mình cho giới đỏ đen một cách mù quáng.